Em xin chào cả nhà, em vườn Hoa Lan Rừng Trọng MBS Hôm nay em lên phiên bán hàng này chia sẻ Cái dòng Hoa Lan Kiều Vuông nè Rồi Hòn Thảo Vôi nè Rồi Kim Điệp Xuân Đó như cái này là Kim Điệp Xuân nè Rồi bên này thì hoàng Phi Hạt hoàng Phi Hạt Rồi bên này thì Sơn Thị Tiên Rồi Ngọc Thạch Ba Màu Thì hôm nay em bán với cái giá hữu nghị Cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tâm và phiên bán hàng hôm nay thì có hai bốn 5 loại thì em cũng có lên năm mẻ sẵn luôn. Đó, cái này thì cái giá tiền hàng chưa bao gồm tiền phí ship nha. Đó, các anh chị em cô chú nhà mình mà muốn lợi cước á thì mình cứ nên gộp đơn, mình gộp đơn cho nó lợi cước nha. Mà cái này thì em lên mẹ hát nè, đó cái hát 1 là một chậu ngọc thạch ba màu. Đó cây như thế này Ngọc Thạch ba màu em bán với giá là 120 ngàn Đó như chậu Ngọc Thạch này cũng Ngọc Thạch ba màu nè Cứ 120 ngàn Các anh chị em cô chú nhà mình mua hàng bên em á, Thì cứ yên tâm Thứ nhất về cái chất lượng Thứ hai là về cái sản phẩm chuẩn cây chuẩn hoa Nó như em bán còn cả nhà mình mua hàng bên em là có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán và kiểm tra nó có đúng cái chậu y như mà cái mẻ mà mình chốt hay là không. Đó, cứ đúng hàng đúng mẻ cả, cả nhà mình thanh toán thôi. Rồi tiếp theo là H2 nè. H2 là Sơn Thị Tiên. Sơn Thị Tiên một chậu như thế này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 120 ngàn. Đó, như cái này cũng H2 nè. Sơn Thị Tiên 120 ngàn. Toàn bộ cái hàng này là hàng đồng bộ. Bên em trồng nó rất là đều. Rất là đều. Củ tơ, củ đồ nó đều bằng nhau. Nó đều hết này cả nhà. Đó, cây... Cái... Cho những chậu này thì đã, đã thuần lâu năm hết rồi nha Đó, cả nhà mình xem nè mầm tơ lên rất là đẹp rồi H2 Sơn Thị Tiên 120 ngàn rồi tiếp theo là em qua Hoàng Phi Hạt dòng Hoàng Phi Hạt là ít dòng mà nó nở hoa như Hoàng Phi Hạt hoa nở bền ngoài một tháng đó ngoài một tháng rồi một chậu như thế này em bán với giá là Hoàng Phi Hạt à, H3 em bán với giá là 101 đó 101 một chậu này chưa bao gồm tiền phí ship nha các anh chị em cô chú nha mình mà muốn lời cước á, thì bây giờ mình lấy ba uh, bốn chậu gì thì phí ship nó vẫn như lấy một chậu nha nó phí ship là 40 mươi đó rồi cái này nó chậu như thế này nè nó cũng là uh, mẹ h 3 luôn nè hoàng phi hạt nè 130 trăm ba ngàn rồi cái này cũng vậy nè mẹ h 3 nè đó cả nhà mình thấy không cây cối nó rất là đều nhau cả nhà mình cứ yên tâm rồi tiếp theo em qua cái h 4 cái h 4 này là dòng kim điệp xuân đó, kim điệp xuân này cả nhà mình xem mầm miết rất là nhiều. Rồi cái kim điệp xuân này thì H4 em bán với giá trăm một chậu. Đó, cái này thì bên em có số lượng cả nhà mình à, cứ yên tâm cứ đặt hàng. Cứ đặt hàng là bên em lấy cây cối chuẩn, chuẩn cây, chuẩn cối cho các anh chị em cô chú nhà mình. Đó, mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi H4, cái này thì à, mà vẫn là kim điệp xuân này, 101. Rồi tiếp theo là em qua cái H5 H5 này là hoàng thảo vôi Đó hoàng thảo vôi thì một chậu nó đều như thế này Một chậu to như thế này Hoàng thảo vôi thì em bán với giá là 120 ngàn Đó hoàng thảo vôi này F5 H5 nha Hoàng thảo vôi Rồi đây cũng H5 120 ngàn đó. Rồi tiếp theo em qua mã H6 H6 này là dòng Hoa Lan Kiều Vuông đó hoa lan kiều vuông h6 nè Cứ một chậu như thế này em bán với giá là 160.000 160.000 nha một chậu hoa lan kiều vuông này hoa màu uh, hoa màu uh, trắng vàng đó rất là đẹp rồi mẹ rất là đều nhau nè 160.000 160, .000. 160. Bên em thì hiện tại còn rất là nhiều mặt hàng cho nên các anh chị em cô chú nhà mình có cần mặt hàng gì thì cứ nhắn tin hoặc là kết bạn qua Zalo mà... qua Zalo với số điện thoại ở ở trên tường. Đó để theo dõi được rất là nhiều kênh bán hàng. Còn bên em thì hàng rất là nhiều nè. Đó nhà vườn bên em là 146 Lê Thanh Tôn, thành phố Gia Lai. Đó bên em ở Gia Lai nha. Đó các anh chị em cô chú nhà mình mà ai ở gần thì có thể đến vườn à, mua hoặc là tham quan. đó bên em thì hiện hiện tại có đến 4 cơ sở. Cơ sở 1 là 146 Lê Thanh Tôn. Cơ sở 2 là 528 Lê Đại Hành. Cơ sở 3 là 07 Lê Duẩn. Cơ sở 4 là 285 Trần Nhân Tông, thành phố Công Tâm. Ở bên em thì rất là nhiều các mặt hàng này. Các anh chị em cô chú nhà mình cứ cần hàng gì thì mình cứ báo rồi em hẹn video clip sau em sẽ tiếp tục em lên nhiều mặt hàng hơn nữa nha hôm phiên hôm nay thì em chỉ lên những mặt hàng này rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.